Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Kỳ trước, ở video về chủ đề Power Rangers, chúng mình đã cùng các bạn xếp hạng top 6 bộ Power Rangers hay nhất theo tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá của nhóm. Đã có tốt nhất thì sẽ phải có tệ nhất đúng không nào? Vậy hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình để mặt 5 gương mặt vàng trong làng tồi tệ của Power Rangers trong suốt hành trình dài 30 năm phát sóng của loạt phim này nhé. Giờ không để các bạn phải chờ lâu thêm nữa, ta cùng bắt đầu luôn nào. Đầu tiên trong bảng xếp hạng sẽ là Mighty Morphin Alien Rangers. Nói tiếp sự kiện trong tập cuối của Mighty Morphin Power Rangers Season 3, khi cha của Rita và Rito là Richa, Master Vai đã biến nhóm Mighty Morphin thành trẻ con. Zordon đã nhờ tới sự giúp đỡ của năm chiến binh hành tinh Aquita để tạm thời thay thế họ bảo vệ trái đất. Để khôi phục lại hình dạng của mình, nhóm Tommy đã chia nhau mỗi người đến các khu vực thuộc các mốc lịch sử khác nhau trên thế giới để tìm các mảnh tinh thể Zeo. Sẽ khá là bất công nếu đánh giá miniseries chỉ vỏn vẹn 10 tập này. Nhưng nếu đã đánh giá Cosmic Fury cũng chỉ dừng này tập rồi, thì tại sao không chứ? Nếu so sánh với Mighty Morphin Power Rangers Season 3, Mighty Morphin Alien Rangers có phần đi xuống về mặt nội dung. Từ đề tài ban đầu của Super Sentai là các chiến binh ninja, Saban đã chuyển thể nó thành các chiến binh người ngoài hành tinh. Quả là một ý tưởng đi vào lòng đất, khi hai thứ này không hề ăn khớp với nhau một chút nào. Đây đồng thời cũng là một sự lãng phí lớn khi sử dụng bộ suit này cho các Rangers, cũng như một mùa phim không quá nổi bật trong dòng phim Power Rangers. Vị trí tiếp theo sẽ là Season 1 của Mighty Morphin Power Rangers. Sau 10.000 năm bị giam cầm, mụ phù thủy độc ác Rita Repulsa vô tình được một nhóm phi hành gia giải phóng và nhăm nhe chuẩn bị thâu tóm địa cầu. Zordon, người đã từng phong ấn bà, lập tức tuyển mộ một nhóm năm thanh thiếu niên tại Angel Grove, mang sức mạnh từ các sinh vật từ tiền sử từ Power Coins, nhóm Power Rangers đầu tiên trên trái đất chính thức được hình thành. Là một phim tạo nên tiếng vang cho thương hiệu Power Rangers, cũng như để lại dấu ấn khó phai trong tuổi thơ của nhiều người, thì sự hiện diện của Mighty Morphin Power Rangers Season 1 trong danh sách này có thể khá gây bất ngờ. Đánh giá một cách công tâm, hầu hết các tập phim trong season này đều khá là đáng quên, chưa đủ cuốn hút. Dù vào vai nhân vật nổi bật nhất là Red Ranger, nhưng diễn xuất của Austin St. John khá là mờ nhạt và thường xuyên bị đơ. Vì là một phim đầu tiên nên không thể tránh khỏi những thiếu sót như việc chỉnh sửa và cắt ghép cảnh quay còn vụng về, đôi khi còn để lộ một số nhân vật từ Zeo Ranger, và điều này vẫn còn tiếp diễn ở Season 2. Hay trang phục mà Saban thiết kế nhìn không thực sự bắt mắt, cử động và dáng vẻ của các diễn viên đóng thế dưới lớp phục trang này trông cũng không thực sự được tự nhiên cho lắm. Những yếu tố kém hoàn thiện này cho Mighty Morphin Power Rangers Season 1 vị trí thứ 4 trong top các phim Power Rangers tệ nhất. Thứ hạng tiếp theo trong bảng xếp hạng lần này sẽ dành cho Power Rangers Beast Morphers, đứa con tinh thần đầu tiên của nhà Hasbro sau khi mua lại thương hiệu Power Rangers. Evox, một virus máy tính đến từ chiều không gian khác, có âm mưu chiếm lấy nguồn năng lượng đa chiều Morphin Grid. Cơ quan bí mật Grid Battle Force đã chế tạo thành công một hợp chất được gọi là Morph X để lập ra một chiến đội mang sức mạnh từ DNA động vật. Power Rangers Beast Morphers chiến đấu chống lại Evox. Là phim mở đầu của thời kỳ Hasbro, Beast Morphers đã có nhiều mặt tích cực hơn so với giai đoạn New Saban, nhưng khuyết điểm chính là quá lạm dụng fan service như cài cắm lộ liễu các Easter Egg, sự trở lại của một số nhân vật từ các season trước, và để tận dụng cảnh quay của GoBusters, họ thậm chí còn đưa cả hai tập phim về Gavan vào. Dàn nhân vật chính không thực sự được nổi bật, có phần yếu thế hơn so với các phim khác. Hai chị em Betty và Ben được xây dựng tương tự các bộ đôi hài hước khác như Bo và Skull, Mara và Capri. Nhưng có lẽ đây là cặp đôi tệ nhất, vì những tình huống hài hước mà hai nhân vật góp mặt rất là khó xem, khúm núm và thừa thải. Vị trí tiếp theo trong bảng đánh giá của chúng mình sẽ dành cho Power Rangers Ninja Steel. Cùng viết tắt NS như Ninja Storm nhưng mà nó lạ lắm. Trong lần đối mặt với Galvanax, nhà vô địch bất bại của game show nổi tiếng nhất thiên hà, Galaxy Warriors, một ninja là Dan Romero đã hy sinh thân mình, ngăn chặn Ninja Power Star rơi vào tay hắn. 10 năm sau, con trai của Dan là Brody cùng 4 học sinh trường trung học Vịnh Summer sở hữu sức mạnh phi thường từ Ninja Power Star, trở thành Power Rangers Ninja Steel bảo vệ trái đất. Với phần phim này, Saban cho thấy rằng mình vẫn chưa thể làm tốt được những bộ phim mang đậm nét văn hóa Á Đông, khi mà Ninja Steel vẫn chưa thực sự giống một bộ phim ninja, tiêu biểu là phần trang phục luyện tập. Mối quan hệ của gia đình Romero được xây dựng khá là gượng gạo, những cảnh đoàn tụ anh em, cha con chưa đủ cảm động.
Hai nhân vật Victor và Monty được xem như là một phiên bản khác của bộ đôi huyền thoại Boo và Skull, nhưng những tình huống hài hước của họ chưa đủ thuyết phục người xem như hai vị tiền bối. Và việc để nhân vật Mick Karnick trở thành Red Ranger khá là miễn cưỡng, mang tính fan service nhiều hơn khi diễn viên Kelson Henderson cũng từng thủ vai Boom, một nhân vật chiếm được nhiều cảm tình của khán giả trong phim Power Rangers SPD. Sau cùng trong bảng xếp hạng là cái tên mà chắc hẳn các bạn đều đã lường trước được. Một bộ phim huyền thoại 2 season đủ sức khiến series nhảy cẩn lên vực sung sướng. Không gì khác, chính là huyền thoại Power Rangers Megaforce và Super Megaforce. Sau sự kiện Countdown to Destruction trong Power Rangers in Space, Gosei đã thay thế Zordon trở thành người bảo hộ địa cầu. Khi đế chế tàn ác Worldstar bắt đầu đổ bộ xuống tấn công trái đất, ông đã triệu tập 5 học sinh từ trường trung học hạt Howard thành lập chiến đội mang tên Power Rangers Megaforce, chiến đấu chống lại thế lực phản diện đang nhăm nhe xâm chiếm địa cầu. Không cần phải xem video này thì ai cũng thừa biết bộ phim nào xứng đáng nhận danh hiệu Power Rangers tệ nhất lịch sử. Đó chính là siêu phẩm Megaforce, hoặc là Megafail, hoặc là Megafort. Mang tiếng là một bộ phim kỷ niệm 20 năm Power Rangers và rất được kỳ vọng trước khi ra mắt. Nhưng Power Rangers Megaforce lại là một nỗi thất vọng cùng cực và xứng đáng nhận một vé đăng xuất khỏi dòng phim. Sai lầm lớn nhất của Saban chính là kết hợp chuyển thể của hai bộ Super Sentai thành một, với nửa đầu là từ Gosaiser và nửa sau là từ Gokaiser. Từ tổng 100 tập phim đã bị bóp nghẹt xuống còn 40 tập sau khi chuyển thể, chỉ một nửa trong số đó thực sự mang tính kỷ niệm. Quan trọng hơn, đề tài thiên sứ và hải tặc vốn không hề ăn khớp với nhau một chút nào. Saban gần như chẳng rút được tí sợi dây kinh nghiệm nào từ Alien Rangers cả. Việc chỉnh sửa và cắt ghép các cảnh quay đều rất là cẩu thả và lười biếng. Có nhiều hạt sạn gần như không thể chấp nhận được, như vậy cho các phim Sentai chưa từng được chuyển thể như Dynaman, Chainsman, Flashman, Maskman, Fiveman và Dairanger và chữa cháy bằng cách gọi chúng là New Powers. Hay cảnh trận chiến cuối cùng của phim lại lấy từ cảnh đầu tiên của Gokaiser, nên mục tiêu là những tên rip quèn. Vâng, các bạn nghe không nhầm đâu. Tập hợp mọi nam thanh nữ tú từ Mighty Morphin Power Rangers đến Power Rangers Samurai chỉ để farm đám lính quèn. Quá là một ý tưởng cao siêu và thiên tài. Nhìn chung, Power Rangers Megaforce và Super Megaforce cho thấy sự cẩu thả đáng chê trách tới từ phía New Saban. Series phim đập tan mọi kỳ vọng trước đó về một phần phim hoành tráng, epic của khán giả dòng phim Power Rangers. Dàn nhân vật như một phiên bản cheap copy của Mighty Morphin Power Rangers. Cốt truyện rời rạc, lủng củng, thiếu cao trào. Những tập phim tri ân thiếu đầu tư, thiếu tâm huyết. Cùng với đó là những hạt sạn to chà bá lửa không thể giải thích. Tất cả cho Power Rangers Megaforce, Super Megaforce vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng những phim tệ nhất về Power Rangers. Còn nếu các bạn tò mò, muốn thưởng thức những tinh hoa của vòng phim này thì kênh YouTube chính thức của Power Rangers đã đăng tải đầy đủ hết rồi. Cứ tự nhiên mà tận hưởng nó nhé. Xem hẳn bản Extended cho đã con mắt luôn. Vậy, trên đây là xếp hạng 5 phần phim Power Rangers tệ nhất theo đánh giá của RTK Media chúng mình. Cho những bạn tò mò thì đây là đầy đủ danh sách bảng xếp hạng tất cả các phần phim Power Rangers do chúng mình đánh giá. Các bạn có cảm nghĩ gì về những thứ hạng này cũng như bài review của nhóm? Đừng ngần ngại để lại bình luận để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Nhớ like, share video và subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video hơn nhé. Nếu như yêu thích những sản phẩm của nhóm chúng mình, các bạn có thể nhấn vào nút cảm ơn, một chức năng mới của YouTube giúp khán giả tri ân các content creator, hoặc tham gia các gói hội viên của chúng mình với 4 mức giá 30.000, 50.000, 100.000 và 500.000 để nhận những quyền lợi, ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho những hội viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho nhóm thông qua số tài khoản cá nhân luôn được đính kèm ở phần mô tả để yêu cầu chúng mình sản xuất nội dung mà bạn mong muốn cũng như ủng hộ công sức làm việc của nhóm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Teppei Kazuma của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!